Chào em. Như vậy ở bài học trước thì các bạn đã được làm quen với cái dạng rút gọn căn thức. Nhưng mà cái dạng đấy là dạng cơ bản nhất, tức là cái dạng căn của chúng ta thì nó còn rất là nhiều căn rồi. Nhưng mà nó mới là căn của các số và nó chưa gọn đấy, và nó cũng chưa có căn ở mẫu. Đấy thì đấy là cái đặc điểm của cái dạng bài hôm trước của chúng ta. Thì sang buổi hôm nay thì giới thiệu cho các bạn sang một cái dạng mới, cũng là căn của các số thôi. Đấy, nhưng mà nó nhìn có vẻ nó sẽ phức tạp hơn. Cụ thể bài học hôm nay thì giới thiệu cho các bạn là sang cái dạng thứ hai, tức là rút gọn căn thức nhưng mà là dạng có ngoặc. Ví dụ như là chúng ta có cái ví dụ một là rút gọn biểu thức như thế này. Tức là ví dụ như là người ta có các cái biểu thức ABC nó bằng các cái dãy, nhìn có vẻ nó rất là phức tạp như này. Đấy thì bây giờ là mình sẽ rút gọn những cái các cái biểu thức ABCD này của chúng ta này. Thì mình sẽ rút gọn các cái biểu thức ABCD của chúng ta có các cái dạng căn thức nhìn có vẻ nó phức tạp hơn như này, như thế nào. Đấy thì đấy chính là cái nội dung của bài học hôm nay của chúng ta. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta giải các cái dạng bài tập có các cái dạng ngoặc và căn như vậy. Cụ thể là bây giờ chúng ta vào cái câu A. Câu A của chúng ta là người ta bắt mình rút gọn biểu thức của dạng căn là mở ngoặc là căn 18 cộng với 3 căn 32 trừ đi căn 8 đóng ngoặc chia cho căn 2. Đấy thì các bạn nhớ thầy là cái dạng đặc điểm của cái dạng này của chúng ta này thì nó đều toàn là số hết. Đấy ví dụ các bạn thấy như thầy đây là căn 18, căn 32, căn 8, căn 2 này đấy. Nói chung đây là căn của các số. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có ngoặc. Tức là cái ngoặc của chúng ta đây nó gồm rất là nhiều căn. Ví dụ căn 18 cộng với 3 căn 32 trừ đi căn 8 này. Đấy. Trong cái ngoặc này. Đấy. Rồi nhân với chia với mấy. Đấy thì đấy chính là cái đặc điểm của chúng ta. Và các bạn nhớ đây là cái dạng này của chúng ta nó chưa có căn ở mẫu này. Đấy hoặc là chưa có các cái ẩn x y z tham gia trong cái biểu thức của chúng ta. Thì các bạn chú ý thầy là để mà giải những cái dạng này này thì các bạn nhớ thầy là các cái căn thức của chúng ta đây thì nó vẫn là cái dạng là rút gọn. Mà muốn rút gọn một cái biểu thức nào đó thì các bạn nhớ thầy là cái nguyên tắc của chúng ta là cứ làm cho cái biểu thức của chúng ta nó gọn nhẹ đi. Đấy chính vì vậy nên là để làm được cái bài này thì các bạn nhớ thầy là có một cái tương tự như này, tức là để rút gọn được cái thằng này hay là các cái biểu thức sau cũng vậy. Và các bạn nhớ thầy là cái nguyên tắc này áp dụng cho nhiều cái ngoặc được. Đấy tức là bây giờ bài này của chúng ta có một cái cụm ngoặc này thôi, nhưng mà có thể là sau này các bạn sẽ gặp những bài có nhiều cái ngoặc. Đấy thì nguyên tắc làm cũng giống nhau, nghĩa là các bạn nhớ thầy là cái dạng này của chúng ta là dạng rút gọn. Như vậy thì cái chỗ nào các bạn rút gọn được thì các bạn cứ rút gọn được thôi. Thì cái biểu thức này của chúng ta nó cũng giống như thế là một phần của cái dạng hôm trước của chúng ta, tức là đây là cũng giống như thế là các bạn vứt hết cái chia cho căn 2 này. Đấy thì lúc đấy là a của các bạn bằng căn 18 cộng với 3 căn 32 trừ đi căn 8 chẳng hạn, thì nó lại giống cái dạng một của chúng ta cái bài hôm trước. Mà cái bài hôm trước thì các bạn lại biết cho thầy cái cách rút gọn là chúng ta cứ như hết ra ngoài căn thức được rồi. Như vậy thì đấy chính là một cái hướng để chúng ta có thể giải quyết được những bài này. Hay là các bạn nhớ thầy là để sau này mình giải quyết được những cái bài mà có cái nhiều cái ngoặc thiếu các cái cụm căn này thì các bạn nhớ cho thầy được là các bạn cứ đừng có phá ngoặc một mà các bạn sẽ đưa hết một phần của các cái trong căn này ra ngoài này. Đấy giống như bài hôm trước của chúng ta đấy, làm sao mà chúng ta đưa hết ra từng cái ngoặc một, sau đấy là mình mới phá ngoặc xong. Đấy tức là mình sẽ đi rút gọn từng cái biểu thức trong ngoặc trước. Đấy sau này nó có một nhiều cái ngoặc thì mình sẽ rút gọn nhiều cái ngoặc bằng cách là mình đưa hết những cái gì có thể đưa hết ra ngoài được thì mình đưa ra ngoài để mình rút gọn. Đấy rồi sau đấy mình lại thực hiện tiếp, thì lúc đấy là hầu như là bằng cách đấy thì mình sẽ giải quyết được với mọi bài. Thì các bạn chú ý cho thầy đấy là một trong những cái kinh nghiệm rất là quan trọng giúp chúng ta giải quyết được dạng bài tập này. Đấy cụ thể thì bài này thầy sẽ làm này, tức là các bạn nhớ thầy là đừng có phá ngoặc một mà mình sẽ tạm thời mình sẽ đưa hết thằng trong căn ở tạm thời mình sẽ đưa hết các cái thằng căn trong cái ngoặc này ra ngoài căn thức này. Đấy, ví dụ như là căn 18 thì các bạn thấy như thế là 18 thì bằng 9 nhân 2. Như vậy thì thay vì căn 18 thì thầy viết bằng căn của 3 bình nhân 2. Rồi dấu cộng chúng ta đi lại cái số 3 ở ngoài rồi chúng ta đi lại. 32 của các bạn thì bằng 16 nhân với 2. 16 của bạn là 4 bình. Như vậy thì 32 chính bằng 4 bình nhân 2. Chúng ta viết như này. Đấy. Các bạn nhớ thầy là muốn ra ngoài căn bậc 2 thì nó phải mũ 2. Chính vậy nên là thầy làm cho nó thành 3 mũ 2, 4 mũ 2 này. Dấu trừ các bạn đi lại này. 8 của các bạn thì bằng 4 nhân 2. 4 chính bằng 2 bình. Chính vì vậy nên là căn 8 chính là căn của 2 bình nhân 2. Đấy như vậy thì các bạn bê lại đây cho thầy. Xong đấy là nó là chia cho căn 2 thì các bạn cứ bê lại đây. Và như vậy thì chúng ta đã làm cho các cái trong căn này nó trở thành là có những cái phần bình phương này. Đấy như vậy thì bây giờ chúng ta đưa ra ngoài. Đấy thì các bạn nhớ thầy là căn bậc 2 mà mũ 2 thì các bạn đưa ra ngoài là hết. Như vậy thì căn của 3 bình các bạn đưa ra ngoài thì chính là 3. Đấy các bạn nhớ thầy đáng lẽ là giá trị tuyệt đối nhưng mà vì nó dương rồi nên là chúng ta không cần ghi giá trị tuyệt đối nữa. Chúng ta viết lại là 3 ở đây. À, như vậy căn của 3 bình nhân 2 thì các bạn đưa 3 ra. Như vậy thì nó là 3 căn 2. À, cái thằng 2 này không đưa thì mình về lại.
đấy, mà nó vẫn còn trong căn đấy. Nói chung là thằng nào bình thì mình đưa ra ngoài thôi, còn thằng nào không bình thì nó vẫn trong căn 1-2 như bình thường. Như vậy là căn của 4 bình nhân 2 thì 4 bình các bạn đưa ra ngoài là còn 4 nhân 3 12, như vậy chúng ta tính 12 đây. Cái 2 này cũng đưa được, các bạn đưa lại đây cho thầy. Đấy, như vậy thì chúng ta trở thành là 4 nhân với 3 là 12, như vậy nó là 12 căn 2. Đấy, như vậy thì chỗ này nó là bằng cái này. Xong cái dấu trừ các bạn lại bê lại này, căn của 2 bình nhân 2 này, 2 bình của các bạn thì các bạn vứt ra ngoài thì nó chính bằng 2. Đấy, như vậy thì căn của 2 bình nhân 2 nó chính bằng 2 căn 2. Đấy, và các bạn vẫn để trong ngoặc như này. Nói chung là mình cứ đưa hết những cái gì có thể đưa được ra ngoài căn ở các cái căn thức này của cả cái ngoặc này. Đấy, như vậy thì và còn cái chia cho căn 2 thì các bạn bê lại cho thầy thôi. Nói chung là những cái gì mà chúng ta chưa đụng đến thì chúng ta cứ bê lại. Và đến đây các bạn thấy cho thầy được là chúng ta có 3 thằng căn 2 cộng với 12 thằng là chúng ta có 15 thằng căn 2. Mà bây giờ các bạn trừ đi 2 thằng thì các bạn còn 13 thằng căn 2. Như vậy chúng ta viết lại đây. Đấy, như vậy là chúng ta có cái ngoặc của chúng ta thì chúng ta đã rút gọn được là nó còn 13 thằng căn 2. Đấy, và bây giờ là cái chia căn 2 thì mình cứ bê lại. Như vậy đến đây các bạn thấy cho thầy được là 13 căn 2 mà chia căn 2 thì căn 2 với căn 2 rút gọn hết đi thì nó chính bằng 13. Và như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được à, như vậy thì bằng cách làm như này thì chúng ta đã rút gọn được là A của chúng ta nó bằng 13. Đấy, biểu thức của chúng ta nó ra một số rất là đẹp như này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta rút gọn cái biểu thức B thì nó cũng giống như thế là cái ví dụ A của chúng ta thôi. Thì muốn rút gọn được cái biểu thức của chúng ta có cái dạng căn như này này. Đấy, tức là có dạng căn mà nó có nhiều cái cụm ngoặc như này. Đấy, bài này của chúng ta thì vẫn là một ngoặc. Nhưng mà các bạn nhớ thầy là sau này nó có thể có nhiều ngoặc. Thì các bạn nhớ thầy là muốn rút gọn được cả cái biểu thức phức tạp như vậy thì đầu tiên là chỗ nào rút gọn được các bạn cứ rút gọn được thôi. Như vậy thì ở đây có một cái ngoặc này thì mình sẽ rút gọn cái ngoặc này trước. Còn nếu mà nó có nhiều ngoặc thì các bạn sẽ rút gọn cho thầy đồng thời nhiều cái ngoặc lại với nhau. Xong đấy là mình sẽ phá từng cái ngoặc một ra. Đấy, thì đấy chính là cái tư tưởng của chúng ta trong quá trình chúng ta rút gọn cái dạng căn thức mà có ngoặc như này. Nói chung là khi mình muốn rút gọn một cái biểu thức nào đó đấy, đấy mà nó phức tạp đấy thì đầu tiên là chúng ta nhìn nó hơi rối. Thì cái chỗ nào các bạn rút gọn được thì các bạn cứ rút gọn cho thầy để cho nó nhìn có vẻ nó đơn giản hơn và sau đấy chúng ta lại làm tiếp. Như vậy thì cụ thể là cái bài này các bạn nhìn có vẻ đang hơi rối một tí. Như vậy thì để rút gọn được cái bài này thì chúng ta sẽ là rút gọn ở chỗ nào chúng ta cứ rút gọn đã. Cụ thể là các bạn thấy cái này là trong cái ngoặc của chúng ta này thì nó giống cái dạng rút gọn căn thức ở cái dạng một của chúng ta. Chính vì vậy nên là chúng ta thử rút gọn cái trong ngoặc này theo cái cách của cái bài trước xem thế nào. Nghĩa là các bạn sẽ đưa hết ra ngoài căn của từng cái căn này trong cái ngoặc này cho thầy. Đấy, tức là bây giờ mình sẽ đưa ra ngoài căn này. Tức là 20 thì các bạn biết cho thầy nó là 4 nhân 5 mà 4 của các bạn thì bằng 2 bình. Đấy, như vậy là căn của 20 của các bạn chính là căn của 2 bình nhân 5. Các bạn bê lại đây. Sau đấy là dấu trừ các bạn bê lại đây. 3 căn 5 thì nó đã tối giản rồi, như vậy thì các bạn bê lại đây. Đấy, dấu cộng các bạn bê lại đây. Còn cái căn 80 thì các bạn thấy cho thầy cái số 80 thì các bạn có thể tách ra là bằng 16 nhân 5. 16 của bạn thì nó bằng 4 bình, chính vậy nên là 80 của bạn là 4 bình nhân 5. Như vậy là căn 80 thì các bạn có thể tách ra là bằng căn của 4 bình nhân 5. Như vậy thì cái chỗ nào trong căn mà các bạn tách ra mà nó có thể bình phương được đấy, thì các bạn tách ra cho thầy. Đấy, ví dụ như là 80 của các bạn thì bằng 16 nhân 5, chính bằng 4 bình nhân 5. Như vậy thì chúng ta thay căn 80 thì bằng căn của 4 bình nhân 5 như này. Còn cái chỗ nào mà không tách được thì các bạn định nghĩ lại cho thầy như này. Như vậy thì đấy chính là cái cách mà chúng ta rút gọn các cái căn thức trong cái ngoặc này của chúng ta theo cái bài học hôm trước. Đấy, còn cái nhân với căn 5 thì các bạn cứ bê lại cho thầy thôi. Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta thu được cái kết quả là dấu bằng 2 như này. Đấy, như vậy thì sau khi mà chúng ta đã chuyển được cái các cái căn trong ngoặc của chúng ta nó thành bình phương của một số nhân với một số nào đó đấy. Đấy, thì các bạn sẽ đưa ra ngoài căn thức cho thầy. Cụ thể là ví dụ như là căn của 2 bình nhân 5 này. Thì cái căn của 2 bình nhân 5 thì các bạn sẽ đưa 2 bình ra ngoài này. 2 bình ra ngoài căn thì các bạn nhớ thầy là căn bậc 2 đến bậc 2 thì hết, như vậy nó chính là bằng 2 căn 5. Còn cái trừ 3 căn 5 thì các bạn cứ bê lại cho thầy thôi. Sau đấy các bạn bê dấu cộng lại này. Nói chung là dấu gì thì chúng ta bê lại. Xong đấy là cái căn của 4 bình nhân 5 thì các bạn thấy cho thầy là căn bậc 2 mà trong căn này nó có cái thằng 4 là nó mũ 2. Chính vì vậy nên là cái chỗ nào mũ 2 thì các bạn cứ hết ra ngoài cho thầy. Nói chung là sau này các bạn nhớ thầy là căn bậc bao nhiêu mà thằng trong căn chúng ta nó có mũ bao nhiêu thì các bạn có thể đưa hết ra ngoài cho thầy. Ví dụ như là thằng này của chúng ta này. Như vậy 4 chúng ta đưa hết ra ngoài thì nó bằng giá trị tuyệt đối của 4 ấy. Nhưng mà giá trị tuyệt đối của 4 thì nó chính bằng 4 nên chúng ta biết được được. Nhưng mà các bạn nhớ cho thầy là trong cái quá trình các bạn trình bày khi mà các bạn mới bắt đầu học ấy, thì các bạn nên trình bày cho thầy thêm cái bước ở dấu bằng thứ hai này. Thầy thấy nhiều bạn là viết luôn cái từ cái dấu bằng thứ nhất này ra cái dấu bằng thứ ba. Như vậy là các bạn viết luôn là cái căn 20 này bằng 2 căn 5. Đấy, như vậy thì nếu mà làm như vậy thì chứng tỏ là các bạn đã bấm máy tính chưa biết được là các bạn có biết cách làm như này không. Chính vì vậy nên là các bạn nhớ thầy là khi mà mình mới bắt đầu học mình muốn ăn điểm ấy, là cái khúc nào mà
nó là cái ý mà để mình hiểu bài, để mình có khả năng làm được cái bài này, tại sao mình đưa được ra ngoài như vậy đấy, chứ không phải mình dùng máy tính á. Thì các bạn bê lại cho thầy để điểm các bạn nó cao hơn. Đấy, còn là sau này khi mà các bạn thi lớp 9 hoặc lớp 10 ấy, hoặc là khi mà học hết chương như này ấy, thì các bạn có thể các bạn làm tắt như này thì có khi thầy cô vẫn cho điểm. Nhưng mà lưu ý cho thầy là nếu một số thầy cô nào mà chấm gắt thì các bạn vẫn có thể bị trừ điểm. Chính vì vậy nên là các bạn nhớ thầy là thôi mình cứ mới bắt đầu học thì mình cứ thực hiện từng bước một cho thầy. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn đã đưa hết ra ngoài căn thức cho thầy như này. Đấy, và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chúng ta thu gọn các cái căn thức của chúng ta. Nếu mà có thể thu gọn được. Đấy, cụ thể là các bạn có 2 căn 5 cộng với 4 căn 5 của các bạn là 6 căn 5. 6 căn 5 mà các bạn trừ đi 3 căn 5 thì các bạn còn 3 căn 5. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy cái dạng bài tập này nó nhìn có vẻ là nó phức tạp hơn dạng hôm trước, nhưng mà thực ra thì nó cũng rất là dễ. Thì các bạn nhớ cho thầy được là cái cách làm của chúng ta đấy, thì cứ các bạn cứ rút gọn cho thầy là từng ngoặc một. Đấy, bài này có một ngoặc nhưng mà các bài khác có thể có nhiều ngoặc thì các bạn cứ kệ nó nhiều ngoặc hay không, chẳng qua là một cái rất nhiều bài toán thôi. Đấy, thì mình cứ thực hiện từng cái ngoặc một, tức là mình cứ rút gọn. Bây giờ người ta bắt mình rút gọn thì chỗ nào mình rút gọn được thì mình cứ rút gọn. Đấy, để mình quan sát tiếp. Đấy, chứ còn bây giờ mà cứ nhìn ngay thì ban đầu mà phá ngoặc ra thì có thể làm cho các bạn nó rối lên. Đấy, chính vì vậy nên là cái cách làm của chúng ta là như vậy. Đấy, tức là chúng ta sẽ đi rút gọn từng cái ngoặc một, sau đấy là chúng ta mới phá ngoặc, hoặc là chúng ta nếu mà cái dạng này của các bạn thì nó đã ra rất là đẹp này. Đấy, sau khi mà các bạn rút gọn này thì nó ra là 3 căn 5, nó phá ngoặc luôn. Nhưng mà có những cái bài dạng bài tập mà các bạn rút gọn cái trong ngoặc này thì nó vẫn chưa ra dạng đẹp như này, tức là vẫn còn có ngoặc này. Thì nói chung là các bạn cứ rút gọn cho thầy đến mức tối đa thôi, sau đấy là các bạn sẽ nhân với chia cái cụm bên ngoài. Đấy, nói chung là cứ có ngoặc nào thì các bạn cứ rút gọn cái đấy, xong các bạn nhân chia với cụm bên ngoài sau. Đấy, thì đấy chính là cái nguyên tắc của chúng ta. Nói chung ở đây vẫn là dạng rẽ mà, nên là các bạn nhớ thầy là cứ chỗ nào các bạn rút gọn được thì các bạn rút gọn, thì tự nhiên là cái bài toán là nó sẽ rất là đẹp. Nói chung là người ta sẽ cho rất là đẹp để các bạn làm. Đấy, chính vì vậy nên là các bạn cứ nhớ cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được các bài toán này của chúng ta. Đấy, như vậy thì 3 căn 5 của các bạn nhân với căn 5 của các bạn này, thì nó chính là 3 nhân với căn 5 tất cả bình, mà căn bậc bao nhiêu mà mũ bao nhiêu thì nó bằng chính nó mà. Như vậy thì đây chính là 3 nhân 5 của chúng ta này. 5 nhân 3 của chúng ta bằng 15. Đấy, như vậy chúng ta thu được cái biểu thức B của chúng ta thì nó bằng 15. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là bằng cách người ta bắt mình rút gọn cả cái biểu thức B này, thì bây giờ là các bạn thấy cho thầy được là cứ chỗ nào mình rút gọn được mình rút gọn, sau đấy mình lại thực hiện tiếp, thì các bạn đã tính cho thầy được là B của các bạn thì bằng 15, rất là đẹp như này. Đấy, như vậy thì nghĩa là các bạn thấy cho thầy là cái trong ngoặc này của chúng ta nó chính là một cái phần của cái bài dạng hôm trước, và cái phần của dạng bài hôm trước thì chúng ta có biết cách rút gọn là bằng cách chúng ta đưa ra ngoài căn như này. Đấy, như vậy thì rồi xong đấy là chúng ta sẽ rút gọn, thì chúng ta đã rút gọn được cái biểu thức B như này. Đấy, như vậy thì nói chung là cái dạng này nó rất là dễ. Bây giờ tiếp tục thầy hướng dẫn cho các bạn sang cái câu C của chúng ta. Thì câu C của chúng ta thì người ta bắt mình rút gọn cái căn bậc 2 của 32 này cộng với 3 căn bậc 2 của 18 này. Đấy, tất cả chia cho căn 2. Đấy, như vậy thì người ta cho cái biểu thức này. Thì mình sẽ rút gọn như nào. Thì các bạn nhớ thầy là cái cách làm của chúng ta cũng tương tự thôi. Tức là bây giờ là người ta bắt rút gọn cả cái biểu thức này. Đấy, thì chỗ nào rút gọn thì mình cứ rút gọn đi đã. Đấy, xem mình thử biến đổi xem là nó có ra cái gì đặc biệt không. Đấy, như vậy thì nói chung là đưa hết những gì có thể ra ngoài căn thức của thầy là chúng ta sẽ giải quyết được hết. Như vậy thì 32 của các bạn nó chính bằng 16 nhân 2. 16 của các bạn là 4 bình. Đấy, như vậy thì 32 của các bạn chính là 4 bình nhân 2, và căn 32 thì chính bằng căn của 4 bình nhân 2 này. Dấu cộng các bạn bê lại, số 3 bên ngoài thì các bạn bê lại, nói chung là bên ngoài các bạn cứ bê lại thôi. Chúng ta chủ yếu là xử lý cái thằng trong căn đấy làm sao mà nó xuất hiện bình thì chúng ta vứt ra ngoài thôi. Như vậy thì 18 của các bạn thì nó bằng 9 nhân 2. 9 là bằng 3 bình. Đấy, như vậy thì 18 của chúng ta chính bằng 3 bình nhân 2. Và như vậy thì 3 căn 18 của chúng ta chính là 3 căn của là 3 bình nhân 2. Đấy, còn cái chia cho căn 2 các bạn cứ bê lại. Nói chung là các bạn nhớ thầy là nguyên tắc của dạng này là mình cứ cái ngoặc là thực hiện trước. Đấy, và mình sẽ tối giản cái thằng trong ngoặc trước rồi xong mình mới làm thằng bên ngoài. Các bạn chú ý thầy là có khi mà các bạn chia luôn thằng trong ngoặc cho thằng bên ngoài thì các bạn vẫn giải quyết được. Nhưng mà đa phần thì nó sẽ dối. Chính vì vậy nên là các bạn nhớ thầy là mình cứ tuân thủ cái kiểu này thì mình có thể làm với mọi bài. Đấy, thì lúc đấy là mình sẽ giải quyết cái bài toán của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn sau này thì khi mà các bạn kiến thức đã tốt rồi đấy, thì các bạn có thể là tùy biến cái cách mà các bạn làm. Nói chung là mình có thể làm nhiều cách, nhưng mà mới bắt đầu học đấy thì các bạn nhớ thầy là mình biết cách nào thì cứ thạo cách đấy đã. Đấy, rồi sau đấy là mình tự mình chế thêm các cách mới chẳng hạn, hay là tự mình suy ra các cách mới. Như vậy thì bài này thầy vẫn làm được bình thường, tức là chúng ta sẽ rút gọn từng cái ngoặc một.
đấy, mà cụ thể là bài này có một ngoặc thì thầy sẽ rút gọn cái ngoặc này bằng cách là đưa ra ngoài cảm thức đấy, như này. Như vậy là các bạn thấy cho thầy là căn của 4 bình nhân 2 thì 4 bình các bạn bước ra ngoài nó chính là 4. Như vậy thì căn bậc 2 của là 4 bình nhân 2 thì nó chính là 4 căn 2, các bạn viết lại đây. Dấu cộng các bạn bê lại này. Căn bậc 2 của 3 bình nhân 2 này thì 3 bình các bạn bước ra ngoài thì là 3. 3 nhân 3 bằng 9. Như vậy thì cái này của chúng ta nó chính bằng 9 căn 2. Như vậy các bạn bê lại đây. Còn cái chia cho căn 2 các bạn cứ bê lại. Đấy, nói chung là chúng ta cứ thực hiện cái thằng trong ngoặc. Hay là cứ có bao nhiêu ngoặc thì chúng ta thực hiện cái trong ngoặc này trước đã. Rồi sau đấy là mình nhân chia cộng trừ xong. Mình cứ kẹ nó, mình cứ rút gọn được thằng nào mình cứ rút gọn được thằng đấy, như vậy thì chúng ta được cái kết quả của cái biểu thức C của chúng ta, nó chính là cái dấu ngoặc số 3 này của chúng ta này, chính là mở ngoặc 4 căn 2 cộng với 9 căn 2 đóng ngoặc chia cho căn 2 đấy. Như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy là trong ngoặc của chúng ta nó là 4 thằng căn 2 cộng với 9 thằng căn 2 thì nó chính là 13 thằng căn 2. Như vậy thì mình thay cái trong ngoặc này bằng 13 thằng căn 2, còn cái chia cho căn 2 các bạn đưa lại. Và như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy là 13 căn 2 mà chia cho căn 2 thì căn 2 với căn 2 hết. Như vậy thì nó chính bằng 13. Đấy, và các bạn có được kết quả câu C của chúng ta như vậy thì sau khi mà mình cứ rút gọn thằng trong ngoặc này thì nó ra cái biểu thức rất là đẹp như này, tức là 13 căn 2. Và sau đấy là mình mới chia cho thằng bên ngoài, đấy, tức là chia cho căn 2 thì các bạn thu được kết quả rất là đẹp như này. Đấy thì qua đấy là các bạn thấy cho thầy được là cái phương pháp của chúng ta nó rất là hay ở cái các cái trường hợp như này. Đấy, nói chung là nhìn bài của chúng ta thì nhìn có vẻ nó dối thôi, nhưng mà thực ra thì các bạn nhớ thầy là cái nguyên tắc của chúng ta sau này làm những dạng gì cũng vậy. Đấy, thì khi mà chúng ta biết đổi mà không được ấy, thì các bạn cứ thử biết đổi xem cho nó về cái dạng khác xem, nhất là về những cái dạng mà mình đã biết xem có được không. Đấy, nếu mà biết đổi được là xong. Đấy, ví dụ như là cái bài này của chúng ta người ta bắt rút gọn cả cái mớ này thì nhìn có vẻ nó phức tạp, thì bây giờ là mình giả sử mình không rút gọn cả cái mớ này thì bây giờ chỗ nào rút gọn thì mình rút gọn. Đấy, rồi sau đấy là mình lại tính tiếp. Đấy, nói chung là mình cứ lần mò từng bước ra thì cuối cùng là có thể nó lại rất là đẹp như này. Đấy, thì đấy chính là cái hướng mà chúng ta sẽ giải quyết các cái bài toán của chúng ta. Tiếp tục thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta rút gọn cái căn thức cái câu D. Cái câu D của chúng ta thì người ta cho mình cái biểu thức là như này. Mở ngoặc căn bậc 2 của 12 này trừ căn bậc 2 của 75 này cộng căn bậc 2 của 48 này đóng ngoặc này chia cho căn 3. Đấy, như vậy thì người ta bắt mình rút gọn cái biểu thức này thì mình sẽ làm như thế này. Đấy, thì nói chung là cái hướng làm của chúng ta cũng vậy, tức là chúng ta sẽ rút gọn từng cái ngoặc một. Đấy, mà cụ thể đây có một ngoặc thì mình sẽ rút gọn cái ngoặc này trước, sau cụ thể và cụ thể đây có một cái ngoặc thì mình sẽ rút gọn cái ngoặc này bằng cách là chúng ta sẽ đưa ra ngoài căn như này. Đấy, trước khi đưa ra ngoài căn thì các bạn tách cho thầy các cái thằng trong căn này nó dạng về cái dạng là bình phương nhân với bình phương một số nhân với một số. Đấy, như vậy thì 12 của các bạn thì nó chính bằng 2 bình nhân 3, các bạn bê lại đây. 75 của các bạn thì bằng 25 nhân 3, mà 25 thì bằng 5 bình mà. Đấy, như vậy thì 75 của các bạn chính là 5 bình nhân 3. Như vậy căn của 75 thì nó chính là căn của 5 bình nhân 3. Đấy, dấu cộng các bạn bê lại này. 48 của các bạn thì bằng 16 nhân 3 mà 16 thì bằng 4 bình. Như vậy là căn bậc 2 của 48 thì nó chính bằng căn bậc 2 của 4 bình nhân 13. Đấy, các bạn bê lại đây cho thầy. Xong cái phần chia cho căn 3 các bạn bê lại. Đấy, nói chung là lúc nào cũng vậy thôi. Cái phần mà chia hay nhân cái phần bên ngoài này các bạn cứ kẻ, các bạn cứ bê lại cho thầy thôi. Mục đích của chúng ta, cái phần đầu tiên chúng ta, cái bước đầu tiên mà chúng ta cứ làm là chúng ta cứ đưa hết ra ngoài căn thức ở từng cái căn trong cái ngoặc này. Rồi xong đấy là chúng ta rút gọn cái này đã. Nói chung là các bạn nhớ đây là tại sao mà mình phải đưa ra ngoài căn thức, là vì các bạn đưa ra ngoài căn thức thì chúng ta mới giải quyết được. Đấy, giống cái bài học hôm trước đấy, thầy có phân tích kỹ rồi, bạn nào chưa nhớ thì các bạn có thể xem lại. Đấy, như vậy thì căn bậc 2 của 2 bình nhân 3 này thì 2 bình các bạn bật ra ngoài này. Căn bậc 2 mà mũ 2 thì hết, như vậy thì nó chính bằng 2 căn 3. Đấy, tương tự là dấu trừ các bạn bê lại này. Căn bậc 2 của 5 bình nhân 3 này, 5 bình thì các bạn bật ra ngoài thì nó chính bằng 5. Đấy. Và như vậy thì căn bậc 2 của 5 bình nhân 3 thì nó chính bằng 5 căn 3. Đấy. Rồi dấu cộng các bạn bê lại này. Căn bậc 2 của 4 bình nhân 3 thì các bạn bật cái 4 ra ngoài thì nó chính là 4 căn 3. Đấy. Nói chung là căn bao nhiêu mà mũ bao nhiêu thì bằng chính nó thôi. Còn cái thằng nào mà không có mũ thì các bạn cứ lưu nguyên lại. Như vậy thì cái thằng 3 này nó vẫn trong căn bậc 2 như bình thường. Như vậy các bạn bê lại. Đấy, và cái chia cho căn 3 các bạn cứ bê lại đây. Như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là mình đã có 2 thằng căn 3 cộng với 4 thằng là mình có 6 thằng căn 3, mà mình trừ đi 5 thằng, như vậy mình còn có 1 thằng căn 3 thôi. Chính vì vậy nên là cái ngoặc này của chúng ta sau khi các bạn rút gọn thì nó chỉ còn có 1 thằng căn 3 thôi. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là khi mà mình làm cái bài toán này, nhìn ban đầu thì nó có vẻ dối thôi, nhưng mà nếu mà mình mà thấy một cái hướng đi nào đó để giúp cho mình có thể làm bài toán nó có thể khác đi một tí. Đấy, thì là mình cứ thử biến đổi xem,
thì có thể là bài toán chúng ta nó rất là đẹp. Ví dụ như là chúng ta biết được cái trong ngoặc này mình sẽ rút gọn được bằng cách đưa ra ngoài cảm thức này, thì các bạn cứ thử đưa ra ngoài cho thầy. Đấy, và cuối cùng là khi mà chúng ta rút gọn được có thể nó ra rất là đẹp. Đấy, nói chung là có thể thôi, chứ còn có những cái trường hợp mà các bạn nó không phải là dạng này ấy, thì các bạn rút gọn từng cái ngoặc đấy thì có thể là nó không ra dạng đẹp được. Đấy, thì lúc đấy là mình có thể là phải dùng cái phương pháp khác. Đấy, nhưng mà nói chung là đây là cái dạng rẽ và thầy phân loại ra thì nó nói chung là cái trường hợp như này thì nó là các cái số chúng ta nó rất là đẹp như này. Đấy, thì mình có thể hoàn toàn áp dụng cái cách này để mình giải được hầu như là mọi bài có cái kiểu như này. Đấy, còn những cái kiểu phức tạp hơn thì mình sẽ luyện sau. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thấy như thầy là căn 3 chia căn 3 của chúng ta thì nó chính bằng 1, và như vậy thì chúng ta có cái kết quả của cái biểu thức D của chúng ta nó chính bằng 1. Đấy, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta giải cái dạng bài tập rút gọn cảm thức mà nó có ngoặc và nó là căn của các số rất là đẹp. Đấy, và nó không có ẩn hay là nó không có mẫu chứa căn. Đấy, nói chung là cái dạng rẽ của chúng ta này thì chúng ta có thể giải quyết được bằng cái cách như vậy. Thì đây chính là nội dung của bài học hôm nay. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các bạn.